Kính thưa quý vị, thì trước mặt quý vị đây thì là thầy Thụ, và thầy sẽ chia sẻ với quý vị một cái bài thuốc rất là đơn giản, thuốc nam trị cho đông nhức xương khớp hay là bị thần kinh tọa nha. Thì nó có hai vị cơ bản thôi, thầy ơi gồm những vị gì thầy chia sẻ cho khán giả trên kênh con được biết không? Thì cái này là nó là cây mắc cỡ, mình gọi là cây mắc cỡ, hay là cây hoa chi, cây chính nữ là nó đấy. Thì nếu mà người ta đau thần kinh tọa, đau xương khớp gai thì ta dùng 100g cây chính nữ này và 50g lá nốt, đó coi như là mình phơi khô sao vàng khử thổ, coi như là hạ thổ đó. Dạ. Thế sau là mỗi một ngày thì mình làm 100g là lá chính nữ này và 50g là lá nốt. Mình cho khoảng độ 2 lít nước vào, mình nấu, mình uống trong ngày. Đó. Cứ uống khoảng độ 2-3 tháng liên tục là sẽ chấm dứt bệnh đau xương khớp. Bình thường những người tiểu đường hoặc huyết áp cao, huyết áp thấp có uống được không thầy? À, uống cũng được chứ, vẫn uống bình thường không sao cả. Dạ. Đó. Cái này nó cũng là vị là thuốc bổ cho mình nữa mà. Thầy ơi, thường thì có cần phải kiêng khem gì không? Kiêng khem nếu người đau xương khớp đấy thì ta nên là kiêng là không uống thuốc thì cũng phải kiêng. Kiêng là thứ nhất là kiêng đi nam ma. Đó, không uống thuốc là đau bị đau xương khớp là kiêng nam ma. Dạ. Còn nếu uống thuốc này là kiêng là măng chua và cà pháo, không được ăn cà pháo. Là kiêng hai cái đó. Hai cái đó. Dạ. Bình thường như thuốc nam con thấy là thường uống tầm khoảng 15-20 ngày nó phải nghỉ một thời gian uống tiếp. Không, mình cứ uống liên tục chứ, uống bao giờ mà hết dứt điểm thì thôi. Cảm thấy dứt điểm nhưng mà uống này thì nó cứ từ từ thôi, nó không có nhanh được như là thuốc tây giảm đau đâu. Cái thuốc này nó cứ từ từ nó giảm dần. Là bắt đầu là thấy nó giảm nhiều rồi là nó sẽ hết. Dạ. Bình thường khi uống mấy ngày mà nó có cái dấu hiệu hay triệu chứng gì khác biệt không? Nó thì có cả là có người thì nó sẽ uống vào nó sẽ chạy thuốc, nó công thuốc lên nó sẽ đau lên trong một ngày đầu, xong bắt đầu từ từ nó hạ đi. Dạ. Đấy, còn có người thì nó cứ uống cứ từ từ nó hạ thôi, nó không hạ nhanh được, nó cứ từ từ nó sẽ hạ. Dạ. Cái cây chinh nữ này là thầy hái ở vườn hay ở đâu đấy? Thì cứ đi rừng đi dãy thì ngày hái. Bình thường như là cái bài này là còn cái trị gì, cái công dụng cây chinh nữ còn trị gì nữa thầy? Bây giờ nó trị rất là nhiều trong cái bài thuốc, thì nó tác hợp với nhiều cái loại thuốc để mình trị bệnh trĩ chẳng hạn đi. Dạ. Đó, rồi cảm, rồi thương hàn, nó công dụng rất là nhiều rất luôn. Là nhiều cái bài này, nhưng mà phải kết hợp với gia giảm các vị khác. Đúng rồi, phải các vị, các vị mỗi một cái bệnh thì phải có gia giảm của các bệnh khác vào. Đúng không? Vâng, con cảm ơn thầy rất là nhiều nha. Kính thưa quý vị, thì thầy hiện tại đang sinh sống tại Đồng Nai nha mọi người. À, xã Sông Dây, huyện Cẩm Mỹ của tỉnh Đồng Nai nha. Còn thì thầy đây là ấp 9 thầy nhỉ? Ấp 9 Sông Dây. Dạ vâng, Đồng Nai. Thầy chơi tới chiều luôn. Kính thưa quý vị, chào mừng mọi người đến với kênh Dọc Đường Giúp Vị của Lê Nguyễn nha. Thì như mọi người đã biết thì Lê Nguyễn thường xuyên chia sẻ những cái toa thuốc, thang thuốc võ và những cái thang thuốc mà liên quan các cái bệnh về dạ dày, bao tử, gan, gút rồi đúng không ạ? Thì hôm nay thì Lê Nguyễn cũng chia sẻ mọi người đấy, trên tay Lê Nguyễn đây chính là một cái thang thuốc rượu xoa bóp nha, thang thuốc võ. Thì chúng ta lấy một cái thang như vậy này, chúng ta ngâm trong 3 lít rượu mạnh mọi người. Rồi chúng ta sẽ cho thêm tầm khoảng 300 đến 500g muối vào nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ phơi ngoài nắng tầm khoảng 1 tuần, rồi tầm khoảng 2 tháng chúng ta sẽ sử dụng được nha mọi người. Mọi người nhớ ấy, là chỉ xoa bóp thôi nha, chứ nó có trên 15 vị tất cả nha mọi người. Thì nó là rượu võ gia truyền, một cái toa này rất là hiệu quả. Và đây Lê Nguyễn đã ngâm một thang cho mọi người thấy này. Đó, sau khi ngâm xong thì nó có cái màu này, mới được ngâm được 2 ngày, cái màu rất là đẹp. Một cái bình như vậy là tầm khoảng 3 lít nha. Thì bữa trước Lê Nguyễn tính là ngâm thành phẩm rồi gửi cho tất cả các anh em, nhưng mà sau đó nghĩ lại, sau đó nếu mà ngâm rồi nó vận chuyển bằng nước và cái bình như vậy nó khá là lích kích và tăng cái chi phí, thế nên Lê Nguyễn quyết định thì gửi trực tiếp cho các anh chị em nhà mình cái thang này, rồi chúng ta về tự ngâm nha. Đây nó giúp là tan máu bầm này, đau nhức xương khớp, đau đầu gối, mỏi vai gáy, nó phù hợp với tất cả anh chị em nào mà tập luyện thể dục thể thao này và những anh chị em nào lao động mà bị chấn thương đấy, băng vân cũng dùng được nha mọi người. Và cả đối tượng người già bị đau nhức xương khớp mãn tính ấy, sử dụng rất là ok nha. Một thang này là 250.000 nha mọi người, 250.000 thôi, nên mới nhắc lại nha. Và cước vận chuyển thì 19.000 nha cả nhà. Đây,
Thì bây giờ nhà mình trong này thì chưa có muối, nhà mình về thì nhớ là mua thêm 300 đến 500 gram muối cho vào nhá. Ngâm với rượu mạnh nha. Đây là một cái bình thành phẩm của Lê Nguyễn này. Lê Nguyễn ngâm xong rồi phơi ngoài nắng này em mọi người. Rồi cảm ơn tất cả quý vị nhá. Nhà mình quan tâm thì có thể là nhắn tin tới số 0979 662 448 của Lê Nguyễn gửi nha.